Đây là cái máy, cái cục máy nóng lạnh luôn này. Nó có hai đường dây đi vô và hai đường dây đi ra, ống ga đi ra. Đây là cái cục nóng đặt ở ngoài. Thì máy lạnh của mình nó sẽ một đường thôi, ra vô còn này hai đường. Cái đường này là đường nóng nè, còn này là đường ra lạnh nè. Bây giờ mới gặp được cái máy nóng lạnh ở đây. Đường dây vô nhà nè đó. Khi mà nóng á thì mở máy lạnh, còn khi lạnh nó mở máy hít. Ở đây là cam, chanh này, rau thơm, húng quế các loại, chanh. Bơ này cực kỳ ngon, hạt lép nhỏ bằng ngón tay út thôi, bơ béo sáp vàng thơm mà nó có vị mặn mặn, cái bơ rất là ngon, vị mặn mặn. Khí hậu Cali này trồng được đủ thứ. Cái sàn rửa chén của ở bên này, cái rửa chén của mình á, rửa chén này nè, là ở phía dưới cái chỗ cái sinh rửa chén này nè, khi mà những đồ ăn thức uống mà vật mềm hoặc cái nhỏ nó rớt xuống bình thường á, mình không cần lấy tay bốc lên, nó có cái máy nè, có cái công tắc bật, dưới là có giống cái máy mà máy xay sinh tố mà nó loại to bật lên nè. Nó xài hết tất cả các loại đồ ăn thức uống mà lọt xuống. Ở dưới đó nó có 6 cái vòng xoay, cái lá nó y như máy xay sinh tố mà nó to lắm. Xong rồi nó xả xuống dưới luôn, nát nhuyễn luôn, bật lên nè. Nó đang xoay rồi đấy. Lần đầu tiên thấy cái sinh rửa chén bên này đấy mọi người.